yếu tố hình thể. Sang tuần thứ 3 thì chúng ta sẽ thử với một style là biến hóa, là chúng ta sẽ trở thành tomboy. Cái công việc cuối cùng, cái style cuối cùng chúng ta hướng tới là sang trọng quý phái. 4 bạn tham gia chỉ duy nhất một bạn thắng cuộc, phần thưởng 10 triệu đồng tiền mặt. V1 sẽ hỗ trợ hình ảnh các bạn trong vòng 1 năm. Và mở đầu cho loạt format mới của Star & Star sẽ là cuộc tranh đua của 4 hot girl được chúng ta biết đến trong thời gian vừa qua. Nào, bây giờ hãy cùng làm quen với 4 nhân vật quan trọng của tháng 7 này trên Star & Star nhé. Trên 50 triệu phụ nữ và cả mình nữa đã chọn Pantene. Pantene giảm tóc chảy ngọn chỉ sau 14 ngày. Vì vậy, 150 triệu phụ nữ khắp châu Á đã chọn Pantene. Bạn thử, bạn chính là chuyên gia Pantene. Chào chị, mình nhà chị dùng có màu nào? Vàng sậm này nè. Chị nghĩ sợi mì này có nhuộm phẩm màu hóa học độc hại không? Trời, sao biết được? Mời chị xem, nếu nước chuyển sang vàng đục, chứng tỏ sợi mì có nhuộm phẩm màu. Đừng lo, chúng tôi có một giải pháp. Tiếng vua bò cải chua mới. Sợi mì không nhiều phẩm màu hóa học độc hại, giữ nguyên màu sắc và vị ngon tuyệt nhiên của sợi mì. Chua chua cay cay ngon quá mẹ ơi. Tiếng vua bò cải chua mới, mì ngon vì sức khỏe. Ginger Foods. Liberty. Piaggio. Art of Motorbike. Dạo phố xem phim party cùng người yêu, hãy dùng close up lửa băng để thở thơm mát cực lâu. 4 cô gái với 4 phong cách khác nhau, một Sam trẻ trung tươi tắn, một Kelly mạnh mẽ nữ tính đầy sức sống, một Milan sôi nổi cổ điển, một Bảo Ngọc đầm thắm dịu dàng. Họ sẽ cùng đến với nhau và cùng tham gia cuộc tranh tài trong suốt 4 tuần lễ qua nhiều giai đoạn thử thách. Và ai sẽ là giao anh icon của tháng, hãy ủng hộ cho họ nhé. Hi, xin chào tất cả các bạn, mình tên là Diệp Bảo Ngọc. Vừa qua mình có tham gia một cuộc thi Miss Teen năm 2010. Và sắp tới đây Ngọc sẽ tham gia một vai chính trong một phim truyền hình. Ngọc hôm nay Ngọc rất vui khi đến với cuộc thi Style & Star. Trong cuộc thi này Ngọc và các bạn sẽ trải qua 4 vòng thi với nhiều cách biến hóa style khác nhau. Ngọc hy vọng là các bạn sẽ cổ vũ cho Ngọc và những các thí sinh khác. Xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Style & Star trên kênh V1 TV. Hôm nay Milan rất là vui khi được tham dự chương trình Style & Star này. Chắc là các bạn rất là hào hứng và rất là mong đợi chương trình này đúng không? Hiện tại thì Milan là một ca sĩ, ngoài việc tập vũ đạo và còn thu âm, điện thanh thì công việc khá tất bật như thế, nhưng mà Milan lại còn kiêm thêm cả một nhiệm vụ rất là nhỏ nữa của công ty MV Production. Đó là cô giáo dạy mua đồ của tất cả các bạn trong MV Model Club. Xuyên suốt cả chương trình này, mong quý vị khán giả và các bạn hãy luôn ủng hộ 4 người cùng chơi. Và nói nhỏ thôi một xíu thôi, thì hãy ủng hộ Milan nhiều nhiều hơn chút xíu nha. Chào tất cả các bạn, mình tên là Sam và hiện tại công việc chính của mình là người mẫu ảnh. Ra thì mình còn có một shop thời trang nho nhỏ để phục vụ cho sở thích thời trang của bản thân và dành cho tất cả các bạn gái. Ngoài ra thì trong tương lai nữa thì mình có một dự định rất là thú vị, đó là lấn sân một chút sang lĩnh vực âm nhạc. Và có lẽ là các bạn sẽ đón nhận những sản phẩm mới nhất của Sam trong thời gian gần đây thôi. Và hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ Sam nhé. Xin chào các bạn, mình là Kelly. Rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay. Công việc hiện tại của Kelly bây giờ là Kelly đang làm người mẫu ảnh. Và Kelly cũng đang tham gia một lớp người mẫu của công ty BL. Thì bên cạnh đó Kelly còn mở thêm một shop thời trang nho nhỏ nữa. Chương trình ngày hôm nay rất đặc biệt là với 4 tuần lễ khác nhau. Và các style thì được biến hóa liên tục. Trong 4 tuần lễ này thì các bạn hãy dõi theo Kelly và cũng như là các bạn chơi nhé. Còn dự định trong tương lai của Ly á, thì Ly đang tham gia học nhảy nè và học thanh nhạc. Thì có thể là sẽ lớn sân một chút qua âm nhạc. Các bạn hãy chờ xem. Và
hãy ủng hộ thật nhiều cho chương trình của ngày hôm nay nhé. Cảm ơn các bạn. Là người mẫu, một trong những điều quan trọng đầu tiên đó chính là việc thể hiện cái thần cái sắc của gương mặt. Và phần thi đầu tiên của các bạn đó chính là biểu diễn khuôn mặt thông qua những shot hình chụp beauty. Đối với mặt của em thì Dũng sẽ nhấn vào cặp mắt. Thì cặp mắt của em là điểm đầu tiên Dũng sẽ làm. Đánh màu mắt thì em hạn chế đánh màu mắt nhiều, và đánh màu mắt nhẹ và chút chiều khó chút mắt sẽ ra dày lên. Thì cặp mắt sẽ làm long lên. Và đôi môi cũng vậy, đôi môi của em cho một chút son bóng và son đỏ thì sẽ đẹp. Đối với gương mặt của em thì mặt hơi tròn và mắt em được sở hữu cặp mắt hơi to, nhưng mà hạn chế đánh những cái màu sậm mà mình chỉ được đánh những màu sáng để mắt được long lanh. Và mặt tròn thì em chịu khó tạo khối một chút xíu để cho mặt được thon hơn. Đối với gương mặt của em thì Dũng sẽ dính vào gò má và phường mắt. Phường mắt của em thì sở hữu được làn lông mi cong, cho nên Dũng sẽ cố gắng chuốt lông mi cong thì cong để cho mắt em được to hơn. Và mắt hồng Dũng sẽ đánh tròn để tạo đẹp khuôn mặt của em được xinh hơn. Đối với gương mặt của Sam thì Sam được sở hữu được làn da trắng, khuôn mặt thì cân đối, cho nên em đánh nó hồng hơi tròn tí xíu, và mắt thì em dùng màu nhạt để tôn lên cái gương mặt của em. Còn đối với phần môi thì Sam đánh môi cherry sẽ đẹp hơn. Đối với chương trình ngày hôm nay thì Dũng sẽ chọn hai phong cách trang điểm. Đó, phong cách đầu tiên thì Dũng sẽ chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, còn được gọi là trang điểm trong. Thì đối với trang điểm trong thì Dũng sẽ dùng rất là ít màu sắc trên gương mặt các bạn. Thì để cho các bạn để có thể diễn tả được nhiều trạng thái khác nhau trong một buổi chụp hình. Và đối với các trang điểm thứ hai thì Dũng sẽ làm cho các bạn cá tính hơn. Thì các bạn phải diễn theo một trạng thái đó là quyến rũ và sexy một chút xíu. Và bắt đầu buổi chụp hình ngày hôm nay thì Dũng sẽ mời bạn My Lan là người mẫu đầu tiên. Make up đầu tiên thì anh Dũng Phan đã make up cho 4 người trong cuộc thi ngày hôm nay. Đó là cái style trong sáng và rất là dễ thương, như là màu tự nhiên. Thì cái style đó khi mà chụp hình lên ảnh, khi mà diễn thì chỉ diễn được cái phong cách gọi là hiền dịu, hoặc là buồn, hoặc là ngây thơ trong sáng. Bye.
đối với Ngọc á, thì Ngọc rất là thích cái style nhẹ nhàng, trẻ trung. Cái style đầu tiên là Ngọc rất là thích, rất là hợp với Ngọc. Trong cái buổi chụp mặt trâu ngày hôm nay á, thì cần phải ba kiểu là, thứ nhất là phải cười nè, xong rồi sau đó vài giây sau rồi nè chuyển qua nghi thơ, nghi thơ xong sau đó lại buồn. Nhưng mà trong lúc mình buồn thì ở ngoài mọi người cứ như là nói chuyện vui vẻ, mà mình thì phải thay đổi liên tục, rất là khó, cái cơ mặt mình rất là khó, nhưng mà tập trung cố gắng thì mình sẽ làm được. Bạn Diệp Bảo Ngọc là người mà My Lan ấn tượng nhất, vì bạn Diệp Bảo Ngọc diễn rất là dễ thương, nụ cười của bạn ấy rất là đáng yêu, và một phần nữa là khi mà bạn ấy diễn buồn hay là bạn ấy diễn trong sáng cũng cũng tạo ra được một cái nét rất là có gì đó rất là của riêng mình. Theo kiểu trong nhẹ đối với thì Ly rất là thích chụp những cái hình trong sáng nhẹ nhàng. Rất là tự tin với kiểu thức này. Trong ba bạn còn lại thì Ngọc rất là thích Kelly, tại vì Ngọc thấy là Kelly diễn rất là được, rồi khuôn mặt của Kelly rất là thanh tú nữa, cho nên Ngọc cảm thấy thích Kelly nhất. Nhấn vào mắt một tí và môi hồng nhẹ thôi, thì Sơn thấy là gương mặt này rất là dễ thương và phù hợp với lại các bạn gái mà khi mà đi dạo phố hàng ngày. Sam diễn cái kiểu quá ngây ngô dễ thương, thì Sam có đôi mắt rất là to và Ly rất là thích cái kiểu chụp hình ngây ngô của Sam ngày hôm nay.
sự thì hôm nay mình rất là hài lòng và tự tin với lại gương mặt đã được anh Dũng Phan make up. Bởi vì anh Dũng Phan khá hiểu ưu điểm của từng bạn và đã nhấn mạnh những ưu điểm của từng người lên. Tóc bạn trông thiếu sức sống và sơ sát, Pantin chăm sóc tự nhiên mới, trả lại vẻ đẹp rạng ngời cho mái tóc đến tận ngọn. Tóc đẹp tràn đầy sức sống như tính bạn vậy, Pantin chăm sóc tự nhiên mới. Em xinh quá, chắc cô uống nước trái cây mỗi ngày đúng không? Đúng vậy, em đang tính uống cam vắt đây. Ôi đừng, nhìn kìa, sao em không lấy một hộp nước cam V-Fresh tương đương 2,6kg cam tươi như anh mà uống? Giờ thì ai thèm anh nữa. Ê, chờ anh với. Nước cam V-Fresh 100% tương đương 2,6kg cam tươi mỗi hộp. Hey, hãy thử V-Fresh trong chai và ly mới. V-Fresh, sản phẩm của Vinamilk. Thơm Tho, chuyên gia tóc quốc tế. Tóc dài thường bị sơ rối ở phần ngọn. Khi kiểm chứng với thước đo độ hoàn hảo của tôi, tay thường bị vướng ở điểm 6. Dầu xả Sun Siêu mới cho mái tóc dài suôn mượt đến tận điểm 10. Dầu xả Sun Siêu. Đau họng. Chào em. Chào anh. Lỡ bệnh, khô nơi, nóng trong người. Từ thiên nhiên, Sensaku, tinh chất từ thảo mộc thanh nhiệt và vitamin C có tác dụng nhanh chóng. Đối với gương mặt của Milan thì Dũng sẽ đánh mắt hơi đậm và dễ mắt nước hơi sắc. Thì tóc thì Dũng sẽ uống xù ra. Thì cái phong cách này giúp cho Milan được trẻ trung và hơi cá tính một tí xíu. Thì em lúc đó em có thể diễn với tóc hoặc là hất tóc. Qua shot hình này, make up Dũng Phan đã làm tóc và cả make up cho Milan. Đó là một phong cách thật quyến rũ, nhìn thật hoang dại và có một cú chút gì đó thật là kiêu kỳ nữa. Khi mà nhìn thấy sự thay đổi của Milan trong shot hình này đúng không? Với cái mái tóc này, Milan có thể che được cái khuôn mặt của mình và cũng có thể là diễn với mái tóc này cũng rất là khá là sôi động một chút. Đối với mặt em thì Dũng sẽ trang điểm mắt hơi đen, môi thì Dũng vẽ hơi ăn gian môi tí xíu, tại vì môi em hơi bị nhỏ, cho nên khi lúc em diễn á thì em hơi diễn tả căng môi tí xíu để cho môi được căng mọng ha. Tay trong á thì phải lột tả những cái như trong sáng nè, rồi đơn giản nhưng mà thể hiện lên một cái vẻ hồn nhiên
Còn style như thế này á, mình phải lột tả hoàn toàn khác style trước. Như là mình phải cá tính lên nè, ngầu hơn nè. Rồi phải giữ, có một chút gì đó giữ và kêu xa một tí nữa. Mình cũng đã từng chụp qua những cái style như thế này rất là nhiều. Cho nên buổi chụp hôm nay cũng không có gì là bỡ ngỡ đối với mình. Mình cảm thấy thích là tại vì làm cho mình cảm thấy mạnh mẽ hơn nè. Và nó thể hiện bản thân mình cá tính hơn nữa. If you wanna be my boy, I'm gonna be with you forever and more. Đối với gương mặt của Sam thì Dũng sẽ trang điểm thập niên 70, hơi cổ điển một tí xíu, cho nên em phải diễn giống như là một cô gái hơi quyến rũ, kêu xa để tôn lên được cái gương mặt của em. Với sức phần này thì Sam được make up một cách khá đậm, kỹ càng hơn và sắc sảo hơn. Thì với style này thì Sam cũng không thường make up cho lắm, chỉ là những lần đi event hay là đi diễn, đi chụp hình thì mới được make up và long trọng như vậy thôi. Trong cái quá trình này vì Sam thể hiện được một cô gái thật là kiêu kỳ nhưng mà cũng pha một chút gì đó thật là sang trọng và đáng yêu nữa. Thì cũng khá là thú vị bởi vì phải diễn với một gương mặt là vừa kiêu kỳ một chút, lại có một chút gì đó sexy và lại hơi hung dữ một chút, cuối cùng thì lại có một cái gì đó táo bạo hơn. Nói chung là Sam thấy rất là thú vị với style này. Đối với mặt Kelly thì Dũng sẽ chọn cho đánh mắt đen và hơi xớt về phần chân mày. Còn đối với phần tóc thì Dũng sẽ uốn xù ở phần đuôi. Khi mà diễn môi thì hơi cong môi lên tí, thì phong cách này giúp cho Kelly hơi gợi cảm và quyến rũ hơn. Đặc biệt của cái phần này là cái style của Kelly đã thay đổi qua từng phong cách.
thì các bạn có thấy là Kelly lạ hơn mà hả, nó cấp động hơn, nhìn hả có vẻ dữ dằn hơn, nhưng mà hả hy vọng các bạn vẫn thấy được nét quyến rũ và tự tin nơi Kelly. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Star Star. Và bây giờ là giây phút quan trọng nhất. Tôi sẽ cùng ngồi lại với photographer Louis Vu và stylist cũng là chuyên gia makeup Chuẩng Phan sẽ cùng nhận xét tất cả các bạn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Bạn đầu tiên đó chính là Bảo Ngọc. Đối với bạn Bảo Ngọc thì bạn diễn không có ra được cái chất ngây thơ rồi buồn, chưa có đạt lắm rồi cái phần buồn. Bảo Ngọc lại rất là tốt trong cái việc diễn vui. Có lẽ là do khuôn mặt của bạn Bảo Ngọc rất là tươi và rất là baby. Không có diễn tả được cái hết được cái nét mặt, còn mắt của bạn thì nó không có hồn cho lắm. Qua ba cái sách hình buồn, ngây thơ và tươi thì ba cái nét mặt bạn không biến đổi được nhiều. Dạ, đúng giống rồi. Nhau cái shot chụp hình sau là cái shot cá tính á, có sôi nổi hơn chút xíu đó, nhưng mà vẫn có dạ. Gì đó vẫn còn đồng, nó chưa gọi là táo bạo, chưa thoát khỏi tại vì mắt của Bảo Ngọc nó không có diễn được cái tròng mắt của bạn không có không linh hoạt á, cho nên khi mà mình diễn tả được giống như là cái bạn diễn cá tính thì bạn phải ngồi tí xíu thì bạn mới diễn ra được, bạn vẫn còn hiền quá. Và tiếp theo là Milan, một cô gái rất là cá tính. Lưu thấy Milan có một khuôn mặt đẹp, làn da rất là hoàn hảo. Bên cạnh đó đôi môi rất là gợi cảm, rất ấn tượng về đôi môi của Milan. Dũng ấn tượng Milan về đôi mắt rất là tay, hốc mắt rất là sâu, cho nên dễ làm cho makeup rất là dễ tán màu. Cái bộ tóc thì thực sự là bên stylist cũng như là Dũng Phan dạ. Sáng tạo nó ra dạ. Mà theo thì Louis Vu á, thấy thì cái bộ tóc này đối với hình như vậy là có hợp với Milan không? Ok, rất là hợp, bản thân thấy rất là hợp. Nhưng mà có một cái là khi mà Dũng Phan tạo ra được mái tóc này là dạ. Mình đã hiểu rõ được cái vấn đề là Milan là dạ. Đẹp chỗ nào. Nhưng mà khi mà Milan mà được có được bộ tóc này rồi thì cô ta lại ngược lại, cô ta nhìn kiến là sao mà đúng rồi không thích, nếu như là nói như là nếu là như là một cái gì đó là mình làm xấu hơn vậy đó dạ. Là rối vào vậy đó, cô ta không thích, nhưng không tự tin lắm. Và sau khi chụp hình xong rồi các bạn có thấy rõ ràng là ba vị giám khảo thì đồng tình đó là những tấm hình shot hình của Milan rất là đẹp, bộ tóc rất là phù hợp. Và cô gái tiếp theo đó là Sam. Đối với Sam thì Dũng vẫn thích cái tấm hình ngây ngô của Sam. Thì tấm hình cô ấy diễn rất là đạt, đôi mắt thì rất là to tròn, rất là dễ thương, đôi mắt rất là có hồn, truyền cảm hứng cho photographer rất là nhiều. Nhưng mà Dũng lại không thích cái vẻ buồn của Sam cho lắm, tại vì Sam diễn không được ra. Thấy nhìn xét những shot hình của Sam á, ngược lại Bảo Ngọc thì đôi môi của Sam hầu như là hoạt động như một kiểu thôi. Dạ đúng rồi. Như vậy, dạ. Một kiểu thôi. Sam diễn cái môi hơi cong nhẹ một tí xíu nữa thì sẽ đẹp hơn, thì hơi bị đơ cái môi quá. Có một điều đáng khen đây mà Thái thấy được trong suốt quá trình làm việc, từ sáng giờ là tác phong làm việc của Sam. Thì chương trình á, thì hôm nay chụp beauty thực sự là chương trình chỉ chuẩn bị cho mỗi bạn những cái áo để rất là đơn giản, chủ yếu là đánh vào khuôn mặt. Thì Sam có những chuẩn bị cho mình rất là chu đáo, những cái phụ kiện đem theo, những bông tai, những cái nhẫn đó, để làm cho mình nổi bật hơn mà tôn được cái phong cách của bạn đó lên. Đó thì một điều mà Thái đáng khen trong tác phong làm việc của Sam. Và người cuối cùng của chúng ta đó là Kelly. Còn về Kelly thì Lui rất là ấn tượng và phần diễn buồn. Cái buồn Kelly rất là đặc biệt. Khi mà nhìn vô mấy chụp ảnh làm cho Kelly cũng thấy buồn theo luôn. Thái cứ nghĩ là Kelly sẽ mạnh về chụp cá tính, về cô gái gì đó nóng bỏng và thu hút. Nhưng mà nhìn những tấm hình buồn, Kelly diễn rất là ra.
Đối với mặt Kelly á, thì lúc mà chưa make up á, thì Dũng không nghĩ là Kelly nó lại ăn hình như vậy. Nhưng mà khi mà Dũng làm đánh được xong cặp mắt á, thì Dũng thấy mắt Ly rất là đẹp. Tại vì nó to rồi, cái môi nó cũng xinh nữa. Cho nên khi mà nó diễn những cái shot hình mà nhẹ nhàng, trẻ trung thì nó diễn rất ra. Nhưng mà khi mà đối chuyện qua cái cá tính á, thì Ly hơi bị còn dính một chút gì đó của cái cô gái nhẹ nhàng á. Kelly có một khuôn mặt rất là đẹp, rất hoàn hảo. Như Kelly chưa biết tận dụng khuôn mặt của mình trong cái phần diễn cá tính này. Nước nhẹ có không cùng làn môi gợi cảm, mê hoặc mọi ánh nhìn, môi hồng sao xuyến mắt ai. Blooming Kiss Lắc Ve Essence. Đau Hồng, chào em. Chào anh. Lỡ miệng khô bơi nóng trong người, từ thiên nhiên Sensapu, tinh chất từ thảo mộc thanh nhiệt và vitamin C có tác dụng nhanh chóng. Họ đang chụp hình mình hả? Thậm chí chụp hình đó, hay quá, sẵn sàng rồi nè. Dạ không nhận chút nào. Giới thiệu sữa rửa mặt giảm ngần tác dụng sâu Clean and Clean đột phá mới với tinh chất gạo làm sạch da tự nhiên, thấm ngần hiệu quả gấp 8 lần, kiểm soát ngần suốt 8 giờ. Sắp thành người mẫu rồi nha. Tiện tin ngay nhìn mọi lúc mọi nơi. Sữa rửa mặt giảm ngần tác dụng sâu Clean and Clean mới, thuốc 20g, giá dùng thử chỉ 10.000 đồng. Dạo phố xem phim party của người yêu, hãy dùng Close Up lửa băng để thở thơm mát cực lâu. Quý vị khán giả thân mến, mỗi người chúng tôi đều có một ý kiến riêng cho từng bạn thí sinh. Và ý kiến của chúng tôi không phải là ý kiến cuối cùng. Trước mắt chúng tôi còn 3 style khác biệt. Và hy vọng những style này sẽ giúp ích cho các bạn hơn. Và các bạn sẽ có thời gian và các bạn chuẩn bị, và cũng như là các bạn phát huy được mình hơn. Và chương trình Style Ta kỳ này sẽ khác những chương trình Style Ta kỳ trước. Là hiện tại bây giờ chúng tôi, ban giám khảo sẽ cùng ngồi lại, cùng cho những số điểm từng bạn. Và cuối show và cuối chương trình, sau khi 4 tuần lễ với 4 style khác biệt, và chúng tôi sẽ tổng điểm lại thí sinh nào đạt điểm cao nhất trong 4 tuần lễ, 4 style khác biệt, đó là thí sinh chiến thắng của cuộc thi Style Ta. Và chương trình Style Ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là 1/4 hành trình của các cô gái đã kết thúc. Ai trong số họ sẽ là người chiến thắng? Kết quả sẽ không biết được, vì trước mắt các cô gái sẽ phải trải qua thêm 3 giai đoạn khác nhau để thể hiện 3 style khác nhau nữa. Và mỗi style, các bạn sẽ được làm việc với từng ekip. Và kết quả, cô gái nào sẽ giành được danh hiệu Yawan Icon sẽ là cô gái có tổng điểm cao nhất của từng ekip. Chương trình Style and Star đến đây là hết. Hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau, đầy thú vị tại bãi biển Long Hải.